Kính chào quý khán giả cùng quý nhà vườn thân mến. Thưa bà con, chương trình hỏi đáp nhanh sầu riêng, nơi mà những thắc mắc của bà con mình gửi về sẽ được đem ra bàn luận và cuối cùng là tìm giải pháp cải thiện. Và đã trải qua 22 kỳ, ban biên tập rất là cảm ơn bà con mình đã đồng hành và yêu thương. Vâng, và chương trình ngày hôm nay với chủ đề giúp sầu riêng lên cơm nhanh, màu đẹp và hạn chế nứt vỏ, thiết nghĩ là sẽ mang đến cho bà con mình những thông tin vô cùng hữu ích. Và không chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ bắt đầu với những nội dung chính nhé. Vâng, bà con thân mến, nguyên tố canxi là một thành phần quan trọng của vách tế bào, nó giúp cho cái vỏ sầu riêng của mình được xanh và cứng cáp. Và đơn vị An Phát Nông thì có chế phẩm Carbofort là chứa nguyên tố canxi, bo rong và lân phốt phai. Và nhà vườn có đặt ra câu hỏi như thế này: Carbofort phun bao lâu một lần để ngừa bể gai, và Carbofort tưới gốc thay cho phân canxi bo rong được hay không? Cảm ơn Quỳnh Nhi, chào bà con. Thì có lẽ cái vấn đề về ngoại hình đó bà con, là khi cái trái sầu riêng mình gai nhím, hạn chế bể gai thì cái việc mua bán nó thuận lợi. Và một cái nguyên tố như bà con mình thắc mắc đó chính là nguyên tố canxi. Thì đối với cái vai trò canxi thì bà con mình đã nghe Vi Hùng chia sẻ nhiều, nó hỗ trợ quá trình cái vỏ cái sầu riêng cứng cáp nè, và bên cạnh đó nó còn điều hòa và cân bằng cái lượng nước trong cây sầu riêng. Thì ở đây bà con, cái chế phẩm Carbofort á thì bà con mình ứng dụng trong cái giai đoạn mà chạy trái cũng được, rồi trong giai đoạn bà con mình chăm sóc trái sầu riêng đang phát triển cũng được. Và cái tần suất bà con mình phun lặp lại thì lưu ý giúp Vi Hùng ha, mình sẽ lặp lại chế phẩm Carbofort sau 7 tới 10 ngày. Và ở đây có một vấn đề vậy nè bà con, khi mà bà con mình phun chế phẩm Carbofort thì bà con mình cứ phối trộn bình thường với các chế phẩm khác. Thường thì Vi Hùng cho đi một cái bộ như là Quỳnh Nhi, Nuti nè, rồi Carbofort, mình cộng với thần công để phun giai đoạn trái tầm khoảng 60-70 ngày để quản lý cái đối tượng sâu đục trái, rồi mình ngừa luôn cái bể gai vẫn bược bà con. Và bên cạnh một cái vấn đề nữa là khi bà con mình dùng chế phẩm Carbofort thì bà con mình lưu ý giúp Vi Hùng về cái vị trí mình phun. Tại vì bà con mình thấy là muốn cứng trái sầu riêng mình tập trung phun vô trái quá thì cũng không đúng bà con. Tại vì ngoài cái canxi thì trong chế phẩm Carbofort còn cái phốt phai là cái lân, và bên cạnh đó là cái bo rong. Nên khi bà con mình ứng dụng chế phẩm này, bà con mình cứ phun vô trái và mặt dưới lá giúp Phi Hùng. Tại vì ở dưới mặt dưới lá nó có cái khí khổng, đây cũng là một trong những vị trí hấp thu cái hàm lượng canxi, rồi phốt phai và cái bo rong vẫn được ha bà con. Thì cái vấn đề thứ hai là bà con mình thấy là đưa chế phẩm Carbofort xuống, mình tưới gốc cho cây sầu riêng thay cho cái canxi bo. Bà con thân mến, thì cái vai trò của cái canxi không chỉ là phải đảm nhiệm ở vị trí trên đâu bà con, mà về phần rễ nó cũng phải có đủ. Thì đa phần nha, Phi Hùng thấy được về cái bộ rễ thì bà con mình sẽ ưu tiên dùng những cái dòng NPK hoặc là những cái dòng phân để mình bón. Bà con mình lưu ý nha, cái canxi là một trong những cái nguyên tố nó không di động, nên khi bà con mình muốn cung cấp ở dưới phần rễ thì mình phải cung cấp một cái nồng độ lớn. Và đặc biệt trong cái chế phẩm Carbofort thì nó tối ưu hóa ở đây là vị trí lá và cũng như vị trí trái bà con, nên nếu được bà con mình muốn khai thác cái chế phẩm Carbofort ở dưới gốc vẫn được, nhưng mà nồng độ nó hơi tăng. Nhưng thực tế một điều rằng bà con, nếu mà để cho Vi Hùng lựa chọn thì Vi Hùng sẽ ưu tiên dùng những cái dòng canxibo mà dạng viên mình bón, nó sẽ tối ưu hóa chi phí nè, rồi nó sẽ phù hợp hơn. Và đặc biệt trong cái bối cảnh thời tiết Tây Nguyên đang mưa dầm như thế này, nếu mà con mình đưa cái canxi qua dạng dung dịch thì lúc này cái việc hấp thu nó sẽ ảnh hưởng nha bà con. Tại vì nồng độ đạm trong cây nó đang cao, nên khi bà con mình đưa cái nguyên tố canxi mà qua dạng dung dịch thì nó sẽ khó hấp thu hơn. Thì đó là một số thông tin Vi Hùng chia sẻ liên quan tới chế phẩm Carbofort và cũng như cái ứng dụng của Carbofort trong quá trình nuôi trái. Vâng, và Carbofort là một cái chế phẩm chứa dinh dưỡng canxi, bo rong và lân phốt phai. Thì nó có nguồn gốc xuất xứ từ Tây Ban Nha, nơi mà những cái công nghệ tiên tiến nó được ra đời. Và từ đây thì bà con mình mà có ứng dụng Carbofort thì cũng rất là yên tâm về cái khả năng hấp thu của cây và độ hòa tan khi mà mình pha với những cái chế phẩm khác. Vâng, và tiếp tục đó chính là câu hỏi: trái 80 ngày khoảng 1,8 kg, xin hỏi như vậy thì nó có bị nhẹ ký hay không? Xin mời Vi Hùng. Cảm ơn Quỳnh Nhi. Thì xét trên phương diện, nếu mà trái mình 80 ngày mà 1,8 kg, mà đối với giống ghi 6 thì nó đang nằm ở cái ngưỡng nguy hiểm ha bà con. Tại vì bà con mình thấy đây, cái chu kỳ phát triển của trái sầu riêng ghi 6 nó rất là ngắn, tầm khoảng 90 hoặc là 95 ngày. Và đặc biệt cái mốc 80 ngày đối với giống sầu riêng ghi 6 là đang ở cái quá trình nó chở cơm, có nghĩa là nó không còn tăng được trọng lượng
hoặc là kích thước nữa bà con. Giai đoạn này quá trình chủ yếu của trái sầu riêng nó là quá trình lên cơm và cũng như nó tạo những cái dinh dưỡng để nuôi cái múi thật là chắc. Và đặc biệt nha bà con, nếu mà trường hợp trái mình 1,8 kg, mình xét trên 10 trái mà gớt tầm khoảng 2 trái vô trường hợp này thì bà con mình cũng đừng có quá mà lo lắng. Tại vì thường á, trong một cây sầu riêng ở Quỳnh Nhi thì Phi Hùng để ý được có những cái trái nó phải gớt xuống. Tại vì trong quá trình phát triển mà những cái trái ở trên cao thường là những cái trái mà nó có cân nặng nó nhỉnh hơn. Tại vì bà con mình thấy thì theo cái chiều dinh dưỡng của cây sầu riêng á, thì đa phần dinh dưỡng nó sẽ theo một cái chiều là từ trên nó sẽ đi xuống dưới, mà những cái trái bên trên thì nó sẽ hấp thu được nhiều. Và một cái vấn đề như này bà con, đối với giống sầu riêng ghi sáo, nếu mà trái 1,8 kg, giai đoạn này bà con mình hạn chế đi dùm Vi Hùng cái đạm cao, hoặc là bà con mình đi ba số luôn nha. Tại vì nếu mà giai đoạn này trường hợp như miền Đông Tây Nguyên mà đang rơi vào điều kiện mưa dầm, lúc này sẽ xảy ra một cái hiện tượng nó dư đạm bà con. Và khi trái sầu riêng dư đạm thì cái tốc độ thối đít và cũng như thối hông nó rất là cao nha bà con. Nên ở đây Vi Hùng xin nhắc nhớ, nếu mà vườn của mình rơi vào trường hợp ghi sáo 80 ngày 1,8 kg thì mình cứ bình tĩnh bà con, mình xem hết cái tỷ lệ trái trên vườn và mình kiểm tra lại coi là những cái trái nó nằm ở vị trí bi thì mình cũng phải chấp nhận bà con. Và nếu mình xét trên cái giống món thon thì đối với giống món thon nó được có một cái là cái chu kỳ phát triển trái nó dài, nên nếu trái mình 80 ngày thì ở đây mình có thể giúp trái mình tăng lên tầm khoảng 100-300 g dao động bằng cái cách là mình ưu tiên mình dùng cái phân NPK 3:16 nha bà con. Tại vì giai đoạn này mình muốn thúc trái mình nó lớn và phát triển thêm một xíu nữa thì mình dùng cái NPK 3:16, hoặc là ở đây Phi Hùng có canh rút mắt 10 bà con. Nếu mà giai đoạn này bà con mình ứng dụng cái rút mắt 10, bà con mình cộng với canxi bo mình tưới tới giai đoạn cắt thì có thể giải quyết được vấn đề trọng lượng trái và cũng như kích thước trái. Thì đó là một số thông tin và những cái hướng mà Phi Hùng giải quyết cho trường hợp này. Vâng ạ, và nói về trọng lượng của trái thì Huyền Nhi nhớ lại những cái câu hỏi của bà con. Và thật ra là chúng ta thấy là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Có vườn sầu riêng thì bà con mình sợ trái nó nhẹ, sau này bán không có được ký. Và có những cái vườn mà trải qua một đợt mưa dầm về nè, đạm trong nước mưa rồi nước nôi dồi dào, cái trái của mình nó phì quá to. Và đặt thêm một cái trường hợp nữa là bà con mình nói là có cách nào làm cho cái trái sầu riêng của mình nó chậm lớn không? Tại vì bà con mình sợ là nó bự quá thì thương lái nó sẽ không thích. Cái vấn đề mà hạn chế trái sầu riêng sò quá bà con thì hoặc là Quỳnh Nhi nói là trái sầu riêng nó quá kích cỡ thì đây cũng là một trong những cái mà Phi Hùng được bà con mình hỏi rất nhiều. Thật sự bà con ơi, để nói về cái vấn đề này thì thứ nhất là bà con mình phải quan sát số lượng trái trên cây giúp Phi Hùng. Thật sự Phi Hùng lấy một cái vấn đề như thế này thôi. Lúc đầu là mình chỉ có một lon gạo mà hai người ăn thì lúc này là hai người rất là no là sẽ khỏe. Nhưng mà vấn đề là một lon gạo mà nếu 4-5 người ăn thì lúc này cái khẩu phần ăn nó sẽ giảm lại. Thì cây sầu riêng cũng vậy bà con. Mặc dù là mình thấy ít trái rồi, mình không bón phân luôn, mình cứ để cho cây nuôi tự nhiên, nhưng mà về cái cơ chế dinh dưỡng trong cây thì nó sẽ thúc những trái này lên, nó sẽ thành hàng heo. Và nếu được á, thì bà con mình ưu tiên nha, ở những cái thời điểm mà trái sầu riêng mình nó đang phát triển hoặc là cái cây của mình đang mang ít trái mà mình muốn cho trái mình nó đừng có sồ, thì cái dòng phân bà con mình đi thì hơi thiên về kali cao giúp Phi Hùng để mình khống chế đạm thừa. Và đặc biệt là khu vực miền Đông Tây Nguyên mưa rất là nhiều, mưa dầm luôn thì cái lượng đạm nó rất là dồi dào, nên ở đây bà con mình thấy những cây sầu riêng mà ít trái thì bà con mình dùng giùm Phi Hùng cái NPK kali cao đó. Và bên trên á, thì bà con mình có thể phun hỗ trợ quá trình khống chế đạm thừa bằng chế phẩm Supercat, Carbofort và cái Nano K cộng để quản lý và cũng như điều hòa các cái chất dinh dưỡng để cho nó cân đối lại ha bà con. Và một cái ý như vậy nè, bà con mình đừng có thả đọt đối với trường hợp cây sầu riêng ít trái nha. Tại vì nếu mà thả đọt giai đoạn này, đọt đi mạnh quá nó đồng ý nó sẽ không lớn nhưng mà nó sẽ bị giật học, thì lúc này bà con mình bán cũng không có được bà con. Nên bà con mình lưu ý giai đoạn này mặc dù là mình ít trái nhưng mà mình phải quản lý đọt một cách tối ưu nhất thì cái trọng lượng trái sẽ được cân chỉnh phù hợp với lực cây. Thì đó là một số thông tin mà Phi Hùng gặp tình huống này Phi Hùng sẽ giải quyết như thế. Và nhân tiện câu hỏi của bà con thì Nhi mở rộng thôi, nhưng mà Phi Hùng cũng đã gợi mở cho bà con mình những cái hướng nếu mà vườn sầu riêng mình mà trái cảm thấy là nó chưa có đủ tuổi già nhưng mà trọng lượng nó đã quá lớn rồi thì bà con mình có thể áp dụng được. Vâng, và câu hỏi tiếp theo của chương trình hỏi đáp nhanh sầu riêng kỳ số 22 sẽ là nội dung như thế này: phun Nano K cộng nhiều có làm cháy lá sầu riêng hay không? Vâng ạ, và cái câu hỏi này chắc hẳn là sau cái trường hợp mà mưa dầm thiếu nắng sầu riêng tái màu mà anh em khuyến cáo bà con mình là sử dụng các cái dòng kali, nhưng mà bà con khi mà thấy cái tần suất nhiều thì bà con hỏi là Nano K cộng của An Phát Nông thì nó có làm cháy lá như là các sản phẩm khác trên thị trường hay không?
Xin mời Phi Hùng. Cảm ơn Quỳnh Nhi. Thì bà con thân mến, khi mà mình ứng dụng các chế phẩm nano ca cộng á bà con, thì bà con mình quan sát giúp Phi Hùng, đây là dạng kali hữu hiệu, và đặc biệt là gì, nó là dạng sữa, nên khi bà con mình dùng thì bà về vấn đề trái lá bà con mình đừng có quan ngại giúp Phi Hùng. Và đặc biệt cái liều lượng mình dùng rất là cân đối bà con, một chai nano ca cộng thể tích nó là 500 ml, thì Phi Hùng cho bà con mình dùng tới 400 lít nước lận. Và đặc biệt là gì, khi bà con mình phun cái dòng nano ca cộng dạng sữa và chứa kali hữu hiệu, thì khi phun vào cây hấp thu, bà con mình thấy đi, mưa hổm gài rồi mà mình phun với cái hàm lượng kali như vậy, nó sẽ cân đối và cũng như nó khống chế được cái lượng đạm thừa. Và ở giai đoạn lên cơm đó bà con, thì biết là cái vai trò kali nó rất là quan trọng, nên khi bà con mình cung cấp đủ và cũng như đúng hàm lượng, thì lúc này cái cây sầu riêng mình sẽ dùng cái lượng kali mà bà con cung cấp sẽ hỗ trợ quá trình lên cơm, chứ nó không có dư tồn dẫn đến cái hiện tượng trái lá. Bà con mình lưu ý nha, khi mà Vi Hùng cho bà con mình phun á, thì Vi Hùng có nói là mình phun chủ yếu vào cái vị trí trái và cũng như mình quơ xương mặt dưới lá để cho cây hấp thu dinh dưỡng. Và một cái điều như thế này bà con, trường hợp trái lá sẽ xảy ra nếu mà bà con mình dùng những cái dòng kali mà dạng nó không tinh khiết, đặc biệt là những cái dạng kali mà dạng bột nè, xong rồi dạng hạt. Lúc này bà con mình thấy thì phun xong thì ở cái phần đáy của cái phi 200 lít đó, nó có những cái cặn, thì lúc này cái quá trình hấp thu và cũng như cái độ tinh khiết nó không cao, nó sẽ ảnh hưởng tới cái phẩm chất trái sầu riêng của mình. Một số nhà vườn chia sẻ rằng Quỳnh Nhi là khi dùng cái kali mà không hữu hiệu phun vào, cái trái sầu riêng mình gõ thì vô dao, nhưng mà khi cắt cái ruột nó trắng tinh. Đây cũng là một trong những cái vấn đề bà con mình cần phải quan tâm nha bà con. Thì vừa rồi Phi Hùng đã gửi tới bà con mình những cái thông tin và giúp cho bà con mình tự tin ứng dụng cái nano ca cộng trong cái vấn đề lên cơm sầu riêng. Vâng ạ, và trong cái thành phần của nano ca cộng An Phát Nông thì ngoài kali hữu hiệu nó còn chứa lân hữu hiệu nữa. Do đó thì khi mà bà con mình sử dụng nè, giai đoạn mà trở cơm nó sẽ giúp cho cái việc mà hấp thu đạm quá mức được kiểm soát ở mức tốt. Và đồng thời thì kali hữu hiệu nó không có chứa cờ lo, do đó thì chắc ăn là nó sẽ không cháy lá. Và mở rộng thêm một tí thì những cái ruộng lúa mà giai đoạn vô gạo, lá lúa nó mỏng nhưng mà bà con mình sử dụng thì nó không có cháy luôn. Do đó thì đối với những cái vườn cây ăn trái, cái lá sầu riêng của mình nó dày thì bà con mình cũng an tâm ha. Vâng ạ, và nội dung tiếp theo của câu hỏi được bà con mình gửi về đó chính là trái 80 ngày đọt đi mạnh quá, và bà con nhấn mạnh là đọt đi rất là mạnh, và có cái đã mở lá rồi thì chặn bằng công thức nào thì sẽ an toàn. Xin mời Phi Hùng. Cảm ơn Quỳnh Nhi. Thì đối với trường hợp mà trái mình đã 80 ngày rồi mà bây giờ đọt đi rất mạnh, thì ở đây bà con mình phải giúp Phi Hùng một thao tác là bà con mình quan sát coi là đọt đi đã mở cặp lá hay chưa. Mà trường hợp đọt đi mạnh thì chắc ăn nó đã mở cặp lá rồi bà con. Nên ở đây trong cái phi chặn đọt, bà con mình phải đáp ứng giùm Phi Hùng hai cái tiêu chí. Thứ nhất là mình phải ngăn chặn quá trình đi đọt. Thứ hai là mình phải giúp cho cái quá trình mở lá nó mau hơn. Tại vì cái thời điểm mà cái lá sầu riêng mình chuẩn bị mở tới khi già, đây là cái khoảng thời gian nó tốn dinh dưỡng nhất nha bà con. Nếu mà vườn của mình để cho đi đọt toàn cây luôn, thì lúc này bà con mình sẽ thấy một số cái trái nó nhỏ, nó không có đủ sức mạnh đó bà con, nó rụng xuống luôn. Còn nếu mà một số cái trái mà nó gần cái ngọn sầu riêng quá, bà con mình thấy tầm khoảng 4-5 ngày sau nó giật học bà con. Nên giai đoạn này bà con mình cần thiết phải quản lý đọt giúp Phi Hùng. Thì ở đây Phi Hùng sẽ gửi tới bà con mình một cái bộ giải pháp đáp ứng được cái yêu cầu này. Thứ nhất là mình có một chai ABN Vin 10 bà con. Thứ hai là mình dùng 500 ml Agigon 620. Và đặc biệt cái hũ MKBI là một trong những cái sản phẩm mà khi bà con mình phun vào thì tốc độ mở lá và cũng như làm già lá nó rất là mau. Và bên cạnh đó một cái vấn đề như thế này bà con, khi mà bà con mình tiến hành thao tác chặn đọt trong cái giai đoạn này, thì về cái NBK ở dưới gốc thì bà con mình phải lưu ý giúp Phi Hùng, hỗ trợ giúp Phi Hùng là mình đấu hai cái loại phân lại 3 số 15, mình cộng với 12 11 18. Nếu bà con mình đi thuần 3 số 15 luôn thì lúc này cái vấn đề cái cây sầu riêng mình nó dùng 3 số nuôi trái nó sẽ giảm xuống mà đưa cái 3 số lên cái ngọn cây sầu riêng, làm cho quá trình đi đọt nó sẽ khó khăn hơn. Và đặc biệt ở khu vực miền Nam Tây Nguyên thì Phi Hùng thấy là cái việc đấu phân nó rất là hay bà con, vừa đáp ứng được cái nhu cầu là lớn trái nè, xong rồi vừa đáp ứng được cái nhu cầu hỗ trợ quá trình quản lý đọt. Thì đó là cái hướng mà Phi Hùng giải quyết cái tình huống này. Và Phi Hùng mong rằng cái bộ giải pháp này khi bà con mình phun sẽ hỗ trợ quá trình mở lá mau và cũng như đứng đọt ngay. Đặc biệt bà con mình phun bộ giải pháp này thì nếu mà bà con mình ăn gian xíu, bà con mình có thể phun vô trái luôn. Tại vì nó có Vin 10 và Agigon 620 quản lý thói trái luôn nha bà con. Giai đoạn 80 ngày nó cũng rất là nhạy cảm. Thì đó là một số thông tin mà Phi Hùng gửi tới bà con mình.
Vâng ạ, và khi mà hỏi bà con mình mà ứng dụng những cái sản phẩm An Phát Nông bà con thích gì nhất thì đa phần là quý anh quý chú nói là những cái dạng hữu hiệu, những dạng sữa. Do đó thì khi mà sử dụng cho cái cây sầu riêng rất là an tâm. Và bà con thân mến, thì để giúp sầu riêng lên cơm nhanh, màu đẹp và hạn chế nứt vỏ, bên cạnh những cái vấn đề dinh dưỡng như là Huyền Nhi và Phi Hùng vừa mới tư vấn cho bà con, thì trong giai đoạn này cần phải quản lý luôn về những cái dịch hại, côn trùng hại và bệnh hại. Và đó sẽ là những cái câu hỏi tiếp theo mà bà con sẽ được lắng nghe sau ít phút giải lao. 4 điểm nhận biết hàng An Phát Nông chính hiệu. Hàng An Phát Nông phải có logo chữ APN với biểu tượng đốt lúa trên góc trái. Hàng An Phát Nông phải có dòng đơn vị phân phối công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại An Phát Nông. Hàng An Phát Nông phải có băng nhận diện hình chữ L in chìm biểu tượng APN. Hàng An Phát Nông phải có QR code dẫn đến kênh YouTube An Phát Nông. Hàng An Phát Nông chính hiệu phải đủ 4 yếu tố trên. An Phát Nông, an tâm phát triển nông nghiệp. Vâng, và liên tục chương trình sẽ là câu hỏi: sầu riêng có triệu chứng bị nứt chân gai thì xử lý như thế nào? Cảm ơn Quỳnh Nhi. Thì đối với cái vị trí chân gai đó bà con, đây là một cái vị trí nó khá nhạy cảm ha. Nếu mà vườn của mình đang gặp cái hiện tượng nứt chân gai, đặc biệt là giai đoạn trái mình đang ở thời điểm phát triển cực trọng, cái trường hợp nứt chân gai thì mình thấy phát hiện nhiều nhất trên cái giống bông thon giai đoạn mà tầm khoảng 70 tới 85 ngày bà con. Đây là giai đoạn mà phát triển có thể đánh giá được là đỉnh điểm của trái bông thon. Và khi bà con mình gặp cái trường hợp này thì bà con mình phải xác định những cái nguyên nhân sao giúp Phi Hùng. Thứ nhất là trong cái quá trình canh tác mình có bón thừa đạm hay không. Đặc biệt giai đoạn này bà con mình muốn lớn trái thì bà con mình dùng những cái chế phẩm NPK 20-10-10 hoặc là 30-10-10, hàm lượng nó phải cân đối nha bà con. Nếu mà dư đạm, thiếu canxi thì hiện tượng nứt chân gai sẽ xảy ra trên vườn của mình. Thứ hai là vấn đề canxi, có nghĩa là ở đây không chỉ canxi ở dưới gốc đâu bà con, mà mình phải cân đối cái hàm lượng canxi mình phun qua trái cũng như là mình bổ sung qua lá. Tại vì bà con mình thấy thì bản chất của nguyên tố canxi là nó không di động, nên khi bà con mình bón ở dưới gốc thì nó phải mượn cơ chế thoát nước nó mới đi lên. Thì lúc này trái mình mỗi ngày mỗi phát triển mà cái việc bổ sung canxi không kịp thì nó sẽ làm cái vách tế bào nó yếu và dẫn đến hiện tượng nó sẽ bị nứt gai. Và một cái yếu tố kế tiếp là bà con mình phải lưu ý giúp Phi Hùng là trong cái giai đoạn này bà con mình hạn chế dùng quá liều các chất kích thích sinh trưởng, đặc biệt là GE3 hay bà con mình gọi gibberellin với cái NPK phun qua lá nha bà con, như 3:20 nè, rồi công thức 15:30:15. Thì giai đoạn này bà con mình dùng với cái hàm lượng cho nó đúng theo bao bì giúp Phi Hùng, tránh cái tình trạng là bà con mình dùng nồng độ nó cao, tại vì muốn trái nó lớn muốn nặng ký làm cho cái hiện tượng là cái trái mình nó chịu không nổi. Và một cái vấn đề nữa bà con, đó chính là khi bà con mình ứng dụng cái chất bắc lo butazon vào giai đoạn sổ nhị xong, thì nếu bà con mình dùng những cái nồng độ nó cao, hàm lượng nó cao thì nó sẽ bóp cái cấu trúc trái, ảnh hưởng từ giai đoạn nhỏ luôn, nó sẽ làm thay đổi cấu trúc trái. Và khi trái sầu riêng của mình đạt kích thước tối đa hoặc là nó phát triển mạnh hơn cái cấu trúc ban đầu bị gò bó thì nó sẽ bị bể nha bà con. Thì để khắc phục hiện tượng này, nếu mà trái mình giai đoạn tầm khoảng 65-70 ngày thì giai đoạn này bà con mình phải cân đối canxi ở dưới gốc. Bà con mình thấy thì những cái dòng canxi bo hoặc là kali canxi bo thì bà con mình bón giai đoạn tầm khoảng 7-10 ngày để bổ sung canxi, kali và cái bo rong. Và bên trên thì thường Phi Hùng sẽ kèm chế phẩm carbophos vô bà con, thì vừa có canxi vừa có cái phốt phai và cái bo rong, nó sẽ hỗ trợ quá trình trái mình lớn và cũng như giúp cái trái sầu riêng mình cứng cáp hơn. Và đặc biệt nha bà con, lưu ý thêm bà con một cái vấn đề như thế này: đối với giống sầu riêng ghi sáo thì bà con mình phải quan tâm về cái việc mà cây sầu riêng mình nó bị dư nước cũng dẫn đến hiện tượng bể gai. Tại vì bà con mình thấy đi, trái ghi sáo thường lá nó mỏng, rồi bà con mình nắng gắt lên bà con mình sợ nó bị thiếu nước, sao bà con mình cứ nhồi nước liên tục, lúc này dư nước và kèm theo cái hiện tượng dư đạm trong nước nó vẫn dẫn đến hiện tượng bể gai. Thì Phi Hùng xin gửi tới bà con mình những cái lưu ý và những cái cách mình ứng dụng chế phẩm nhuần nhuyễn nhất. Vâng, cảm ơn Phi Hùng. Bà con thân mến, triệu chứng sầu riêng bị nứt chân gai thì có thể là do không cân đối giữa canxi và đạm. Ngoài ra thì thời điểm hiện tại Huyền Nhi có nghe bà con mình nghe thoang thoáng là cái biểu hiện này nó rất giống với sầu riêng bị nấm chỉ. Và thời điểm nắng mưa đang xen, bà con mình hãy lưu ý nếu nó đã bị rồi thì hãy phòng ngừa bệnh thối trái. Tiếp theo là vỏ sầu riêng xuất hiện những cái vết thâm li ti
là do nguyên nhân gì, và trên những cái hội nhóm thì những cái hình ảnh mà cái trái sầu riêng nó bị thâm, nó bị chích nhỏ nhỏ rồi nó màu đen, nó làm dấy lên nhiều tranh luận của bà con, nhưng mà nguyên nhân là gì thì nó vẫn chưa có được xác định rõ. Và theo hướng nhìn của Phi Hùng đi, thì Phi Hùng chẩn đoán đây là cái bệnh gì? Cảm ơn Quỳnh Nhi. Thì một số bà con mình điện Phi Hùng tư vấn bà con là sẽ nói cái hiện tượng nấm nhảy, có nghĩa là bữa nay nó bị đen ở vị trí chân gai này, xong qua ngày sau quan sát là nó bị đen ở cái vị trí chân gai kia. Thì bà con thân mến, thứ nhất là mình phải chuẩn đoán theo cái hướng là xem xét lại lịch sử canh tác trên vườn của mình. Nếu vườn của mình ở khoảng thời gian mà trái còn nhỏ, cái mật số con nghiệp sáp nó nhiều bà con, và đặc biệt là gì đã xuất hiện đối tượng nghiệp sáp rồi, thì cái nấm bồ hống nó sẽ xuất hiện trên vườn của mình. Và một số nhà vườn mình thấy rằng là cái đốm đen đen đó thường bà con mình dùng cái tay mình gờ vào thì nó sẽ có một cái độ cộm và nó có một cái độ ẩm nhẹ, thì chuẩn đoán sơ bộ thứ nhất là nấm bồ hống do cái đối tượng nghiệp sáp gây ra. Và cái ý thứ hai ấy, bà con mình phải quan tâm tới những cái chế phẩm phun xịt giúp Phi Hùng, đặc biệt là một số bà con mình dùng những cái chế phẩm mà nó có nồng độ phun vít cao á bà con, là thường nó sẽ có màu đen, nên khi bà con mình phun qua trái á thì nó sẽ để lại những cái đốm đen đen như thế này. Đó là yếu tố thứ hai. Và một cái vấn đề nữa bà con, đó chính là đây là những cái tơ nấm đã xuất hiện trên cái trái nó bị thối rồi. Đặc biệt nha, một số vườn là cái hiện tượng thối trái, thối đít, thối hông nó xuất hiện, thì bà con mình quan sát ở vị trí thối trái nó sẽ bị nâu hoặc là nó bị nhũng vô, và đối diện cái vị trí thối nó vẫn có cái đốm đen này. Thì qua chẩn đoán sơ bộ sẽ có ba cái nguyên nhân để gây nên cái hiện tượng này. Và một cái vấn đề như thế này nè bà con, khi bà con gặp cái hiện tượng này bà con mình cần tác động cái gì? Đây là câu hỏi mà Phi Hùng nhận được nhiều nhất. Thứ nhất, nếu mà trường hợp mình xác định trong vườn của mình có nấm thối trái rồi và mình nghi thiên về cái vị trí là do nó bị thối trái, thì bà con mình dùng những chế phẩm quản lý phi tớp bà con mình phun giúp Phi Hùng. Và ở đây thì Phi Hùng hay cho bà con mình phun cái Elixir mình cộng với cái Aegon 620 để quản lý thối trái và cũng như hỗ trợ quá trình cái trái mình phát triển. Trường hợp mà bà con mình thiên về cái nấm mùa hống, và đặc biệt là mình xác định rõ là do cái nấm mùa hống gây nên, thì bà con mình dùng cái chế phẩm Zipra mình cộng với thấm sâu 30 giây giúp Phi Hùng, sẽ hỗ trợ quá trình ngừa thối trái nè. Rồi mình sẽ dùng cái cơ chế phụ của Zipra là tẩy đi những cái đốm đen đó. Đặc biệt mình thấy có thấm sâu 30 giây nên khi bà con mình phun thì cái tỷ lệ lon chảy và tỷ lệ tiếp xúc nó rất là cao, nên bà con mình có thể khắc phục được cái hiện tượng này. Và bên cạnh đó thì Phi Hùng cũng nhắc nhớ bà con luôn, cái đối tượng bọ xít mũi khi tấn công vào cái trái sầu riêng non nó vẫn có cái hiện tượng là nó sẽ bị đen đốm như thế này. Thì đó là một số thông tin và cũng như những chuẩn đoán sơ bộ mà Phi Hùng gửi tới bà con mình. Mong rằng hiện tượng này sẽ không xuất hiện trên vườn sầu riêng của bà con. Cảm ơn Phi Hùng. Và bà con thân mến, thì Tây Nguyên những ngày vừa qua mưa lớn liên tục và kéo dài, do đó thì bà con mình không phun xịt những cái cữ mà để trị thối trái được, và bệnh tình nó lây lan rất là nhanh, bà con rất là nóng ruột. Do đó thì cái mong muốn mà mình tăng liều cái chế phẩm để làm sao mà mình trị cho nó dứt điểm đã làm bà con mình rất là băn khoăn. Do đó thì nó lại xuất hiện một câu hỏi như thế này: mưa nhiều thối trái thì mình tăng liều Edisor và Aegon 620 có ảnh hưởng gì không? Và xin mời Phi Hùng. Cảm ơn Quỳnh Nhi. Thì đối với cái vấn đề bà con mình tăng cái nồng độ sản phẩm đó bà con, thì ở đây Phi Hùng xin lưu ý tới bà con mình, cái hàm lượng bên công ty An Phát Nông đưa ra thì đã cân chỉnh và cũng như cân đối rồi bà con. Và đặc biệt khi bà con mình phun những cái chế phẩm thì bà con mình đừng có tăng cái liều lên, mà thay vào đó bà con mình luân phiên giữa các gốc thuốc với nhau. Bà con mình thấy thì khi mà mình sử dụng một cái chế phẩm mà mình tăng lên 50 hoặc 100ml thì nó không có cơ chế tác động mạnh hơn đâu bà con, tại vì cái liều lượng mà khi bà con mình sử dụng nó là liều lượng chuẩn rồi, đã được bên nhà sản xuất và cũng như bên bộ phận kỹ thuật họ kiểm định rồi. Nên ở đây nếu được á, bà con mình cứ dùng cái liều chuẩn của Aegon 620 mình cộng với cái Elixir, 1 lít Aegon 620 mình cộng với 1 kg Elixir, mình hòa cho 500 lít nước mình phun giúp Phi Hùng. Và nếu bà con mình thấy cái vấn đề mà thối trái trên vườn mình xảy ra nặng quá thì bà con mình sử dụng luân phiên giữa cái tấp lút mình cộng với khuẩn IBN bà con, thì khi này bà con mình sẽ thấy là những cái bộ giải pháp Phi Hùng phối nó có những cái cơ chế rất là hay liên quan tới Phytophthora, nên bà con mình cứ yên tâm sử dụng đúng theo cái liều lượng mà Phi Hùng gửi tới bà con mình. Và đặc biệt nha bà con, ngoài cái cơ chế mà Phytophthora lây lan qua con đường gió thì bà con mình phải quan sát giúp Phi Hùng là những cái trái sầu riêng mà nó bị nặng quá, nó rụng cái trái thì cái vết bệnh nó nằm ở dưới đất. Nên giai đoạn này nếu mà vườn của mình thấy nhiều trái sầu riêng rụng dưới đất quá mà vườn của mình có tiền sử bị nứt thân xì mũ rồi, thì bà con mình ưu tiên mình phải tưới giúp Phi Hùng một cử bệnh dưới gốc. Thì đó là cái hướng mà khi Phi Hùng giải quyết cái tình huống là trái của mình bị thối và bà con mình nâng cái liều sản phẩm lên.
Cảm ơn Phi Hùng. Và bà con thân mến, thì khi mà sử dụng nông dược thì chúng ta phải đảm bảo nguyên tắc là 4 đúng. Và khi mà bà con mình sử dụng Elixir và Aragon 620, lần sau thì bà con mình có thể đảo lên công thức, đó chính là Top Lút và Aragon 620. Vâng, như vậy thì chương trình Hỏi Đáp Nhanh Sầu Riêng kỳ số 22 với chủ đề giúp sầu riêng lên cơm nhanh, màu đẹp và hạn chế nứt vỏ cũng đã tư vấn cho những câu hỏi của quý anh quý chú đặt ra cho chương trình. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian ra theo dõi. Huyền Nhi và Vi Hùng kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.